Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top 5 của mình. Ngày hôm nay Top 5 tiếp tục có mặt tại Honda Hòa An 1 với địa chỉ là phường Tân Phong, thành phố Lai Châu trên đường 4D, đối diện với khách sạn Mường Thanh các bạn nha. Và trước mắt các bạn đây đang theo dõi trên màn hình là mẫu xe Honda Way Alpha phiên bản màu xanh dương đậm của năm 2021. Cũng khá là ok đấy, nên mình muốn quay cận cảnh trực tiếp ở đây, giới thiệu qua một chút đến các bạn, cũng như là sẽ cập nhật mức giá bán mới nhất trong tháng 3 năm 2021 này, để với những bạn nào ấy quan tâm, lưu ý, lưu tâm tới mẫu xe này, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Và phần tiếp theo của video thì Top 5 cũng sẽ gửi tới các bạn nha. Cái câu trả lời cho câu hỏi ấy, là có nên lựa chọn mẫu xe này hay không? Rất nhiều video mình đã nói đến nội dung này rồi. Tuy nhiên ở video ngày hôm nay mình sẽ nói cụ thể hơn một chút, nói về cái ý kiến chủ quan của bản thân mình về cái mẫu xe Honda Way Alpha ở đây, để các bạn có thể tham khảo thêm các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình, ở phần đầu đèn xe đây, các bạn có thể thấy rất rõ luôn. Với một thiết kế tiêu chuẩn từ trước đến giờ của Honda Way Alpha vẫn tương tự như vậy các bạn nha. Những logo Way Alpha hoàn toàn mới, rất nổi bật trên những phiên bản màu đen cũng như phiên bản màu xanh dương các bạn đang theo dõi trên màn hình. Với những họa tiết logo được cái màu sắc ấy là màu vàng đất, nhìn rất là nổi bật luôn. Lốp xe đây các bạn có thể theo dõi. Lốp hiện tại, lốp mới rồi, lốp trang xin. Một cái lốp mà hiện nay trên những mẫu xe Honda Winix cũng đang có. Mức tiêu nhiên liệu ở mức là 1,9 lít trên 100 km, mình nghĩ cũng là phù hợp cho mẫu xe Honda Way Alpha. Với cái khối động cơ của nó ấy, vẫn đang là sử dụng khối động cơ chế hỏa khí. Các bạn có thể nhìn ngang xe đây, thấy được những nét đẹp, trẻ trung, phong cách phù hợp với mọi lứa tuổi của dòng xe Honda Way Alpha này. Khối động cơ vẫn là khối động cơ SOHC các bạn nha. Các bạn có thể theo dõi trên hình. Ở đây phần logo ở hai bên hông xe cũng cực kỳ nổi bật luôn. Phiên bản màu xanh dương đậm này là một phiên bản mà được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm và yêu thích. Ở thời điểm hiện tại thì dòng xe Honda Way Alpha vẫn luôn là cái sự lựa chọn hàng đầu và là mẫu xe có doanh số bán ra đứng đầu trong các dòng xe số phổ thông hiện nay tại thị trường Việt Nam chúng ta. Đây các bạn có thể theo dõi ở phần đuôi xe. Hệ thống đèn xi nhan được tích hợp chung phần đèn hậu nha, tạo ra một cái sự gọn gàng, thon gọn, lướt gió, trẻ trung cho mẫu xe Honda Way Alpha này. Các bạn có thể nhìn cận cảnh chi tiết nha. Còn mặt đồng hồ đây các bạn có thể theo dõi. Về cơ bản vẫn giống như phiên bản cũ thôi. Tuy nhiên thì Honda đã tinh chỉnh lại cho những cái họa tiết ở bên trong mặt đồng hồ, nhìn nó ấn tượng hơn một chút. Các nút chức năng phím bấm trên xe vẫn tương tự các bạn nha, loại bỏ đi nút tắt bật đèn pha ở phiên bản mới này rồi. Tất cả những mẫu xe của Honda trong năm 2020 trở lại đây đều loại bỏ đi nút bật đèn pha. Chìa khóa thì 3 trong 1, bao gồm khóa điện này, khóa từ, khóa cổ. Hiện tại yên xe các bạn vẫn phải dùng chìa khóa để mở yên xe. Đây các bạn có thể theo dõi phần yên xe luôn, mình có thể quay cận cảnh trực tiếp để các bạn có thể nhìn ngắm. Bình xăng đây, vẫn tương tự như cũ các bạn nhé, không thay đổi gì cả. Cái phần hốc để đồ trong yên xe, các bạn có thể để được một chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu, cũng như một số các vật dụng cá nhân nhỏ thôi, cũng như một bộ quần áo mưa cũng là hoàn toàn có thể ok. Yên xe cũng rất là nhỏ gọn luôn, với một mẫu xe số tiêu chuẩn như Honda Way Alpha ấy, thì có lẽ là đủ dùng rồi. Các bạn có thể theo dõi ngang phía bên đây xe nữa nha. Mình sẽ quay cận cảnh xung quanh một vòng để các bạn có thể theo dõi. Hiện tại trên mẫu xe Honda Way Alpha thì hiện nay tất cả các màu sắc phiên bản khác nhau đều chỉ được trang bị hệ thống phanh cơ vành nan hoa mà thôi. Nếu như các bạn mua về các bạn lên cho nó ấy, phanh đĩa này, vành đúc nữa là cực kỳ ấn tượng cho cái mẫu xe Honda Way Alpha này. Và hiện nay mẫu xe Honda Way Alpha mình cập nhật trực tiếp tại Honda Hòa An 1 ấy, với giá bán hiện tại trong tháng 3 này vào khoảng tầm từ 18 triệu 800 đến 19 triệu cho các phiên bản của mẫu xe Honda Way Alpha. Giá bán mình báo đến các bạn là đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký. Các bạn có thể lưu ý trực tiếp cho mình như vậy. Đã bao gồm thuế rồi các bạn nha. Các bạn chỉ mất thêm tiền đăng ký mà thôi. Với các bạn ở thành phố Lai Châu, tiền đăng ký vào khoảng tầm 1,7 đến 1,8 triệu. Còn các bạn ở huyện thì cái tiền đăng ký chỉ vào khoảng tầm từ 900 đến 1 triệu mà thôi, cũng cực kỳ ok. Lăn bánh toàn bộ cho mẫu xe này chỉ vào khoảng tầm từ 20 triệu đến 20 triệu 500 nghìn đồng. Các bạn có thể lưu ý cho mình nha. Sau đây thì mình sẽ quay thêm kế cạnh một phiên bản màu xanh dương đậm, chính là một phiên bản màu đen nữa. Đây là hai phiên bản mình nghĩ rất đẹp ở thời điểm hiện tại, bởi nó ấy, có màu sắc được rất nhiều các bạn trẻ lựa chọn. Đặc biệt hơn nữa là cái bộ tem của năm 2021 này ấy, nó lại rất phù hợp nhá, rất phù hợp cho cái tổng thể thiết kế của xe.
rất nổi bật luôn. Đây các bạn có thể nhìn theo dõi trên mình cận cảnh chi tiết luôn. Với giá khoảng tầm từ 18 triệu 800 đến 19 triệu mình nghĩ là phù hợp cho mẫu xe Honda Grandpa này rồi. Đặc biệt là phiên bản với những bộ tem thể thao hơn, phong cách hơn cho năm 2021 này. Sau đây thì top 5 sẽ gửi tới các bạn nha cái câu trả lời cho cái câu hỏi là có nên lựa chọn mẫu xe này ở thời điểm hiện tại hay không và đối tượng lựa chọn là ai. Mình nói trước về phần đối tượng đã. Đối tượng thì tất cả mọi người, già trẻ, lớn bé, trai gái đều có thể mua mẫu xe này được vì nó một thiết kế trung tính các bạn nhé. Không chỉ giới trẻ yêu thích mà kể cả những người già, các bạn đi lại bình thường trong phố, đi chợ, đi búa vân vân thì cái mẫu xe này cực kỳ phù hợp luôn. Đối tượng sử dụng là đa dạng. Tuy nhiên ấy, cái đối tượng chính mà mình nghĩ là nên mua, nên lựa chọn là các bạn học sinh, sinh viên hoặc người có thu nhập ở mức trung bình. Đấy, mình nghĩ là như vậy các bạn nha. Khởi đầu cho một hành trình mới, khởi đầu cho một công việc mới thì các bạn có thể lựa chọn mẫu xe Honda Grandpa này với mức giá bán có thể nói là chấp nhận được cho các dòng xe số phổ thông ở thời điểm hiện tại. Còn có nên lựa chọn hay không thì mình trả lời thẳng thắn với các bạn một câu luôn là rất nên lựa chọn. Tại sao lại vậy? Tại vì nó, cái doanh số bán ra của nó là cái câu trả lời ấn tượng nhất cho cái câu trả lời là có nên lựa chọn hay không. Mình nghĩ là như vậy các bạn nha. Qua thời gian, rất nhiều thời gian rồi, Honda Grandpa vẫn luôn nằm trong tâm trí và là huyền thoại của dòng xe Honda đối với thị trường Việt Nam chúng ta. Nó ở một số khía cạnh như sau này. Nhất là phần thiết kế, nhỏ gọn, thanh thoát, đi luồn lách qua những con phố này, đi đường đèo dốc vân vân, đường xá có thể gập ghềnh một chút cũng rất phù hợp cho mẫu xe Honda Grandpa này. Đó là cái điều kiện sử dụng với một kiểu dáng thiết kế này, điều kiện sử dụng này thì rất phù hợp ở Việt Nam chúng ta. Thứ hai, ngoài cái kiểu dáng thiết kế như vậy thì những cái chiều cao yên xe, những cái thống kê, những cái trang thiết bị tiện ích như phần mặt đồng hồ vân vân, rất nhiều những trang thiết bị tiện ích, đến cả phần khối động cơ của xe cũng rất phù hợp với điều kiện sử dụng. Đặc biệt là phần chiều cao yên xe nhé, phù hợp với vóc dáng của người Việt Nam chúng ta. Mình có thể nói qua một chút với các bạn như vậy. Còn cái phần động cơ của xe thì mình nghĩ hiện nay ở phiên bản từ năm 2018 trở lại đây, cụ thể là 17 trở lại đây cơ, thì mẫu xe Honda Grandpa này đã nâng cấp động cơ lên là 110 phân khối so với 100 trước đây. Chắc chắn với khối động cơ mạnh mẽ hơn thì nó sẽ vận hành bền bỉ hơn, êm ái hơn cho cái dòng xe Honda Grandpa này. Đây cũng là một điểm mạnh, quan trọng, đáng để lưu tâm nhất. Còn về tổng thể thiết kế của xe thì mình cũng đã nói gửi đến các bạn rồi. Nó rất phù hợp và mình nghĩ rất đáng để quan tâm. Và một cái điểm cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là phần giá bán, cũng là một cái yếu tố mà các bạn nên quan tâm. Có những thời điểm mẫu xe này xuống chỉ còn tầm khoảng tầm 17 đến 18 triệu thôi. Tuy nhiên ở thời điểm này, cái sức hút của mẫu xe này là rất lớn, do đó đại lý có đôn giá lên một chút so với giá bán đề xuất của hãng khoảng tầm 1 triệu đồng. Tuy nhiên ấy, cũng vẫn là chấp nhận được cho dòng xe Honda Grandpa ở đây. Các bạn bỏ ra 18 triệu đến 19 triệu để sở hữu cho mình một mẫu xe Honda Grandpa này là rất phù hợp rồi. Mình nghĩ là như vậy các bạn nha. Đó là một số những cái yếu tố để có thể trả lời cho các bạn câu hỏi có nên lựa chọn hay không. Và mình cũng đã nói rất rõ đến các bạn rồi. Đối tượng là ai lựa chọn dòng xe này thì mình cũng đã nói rất rõ các bạn nha thông qua video ngày hôm nay. Và hy vọng rằng thông qua video này các bạn sẽ lựa chọn cho mình một mẫu xe ưng ý nhất và phù hợp nhất. Các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ Top 5 nha. Và Top 5 xin hứa sẽ gửi đến các bạn những video hay hơn, chất lượng hơn về tất cả các dòng xe tại Việt Nam chúng ta. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.